thử thách đi xin trái quỷ của người lạ và tặng trái vĩnh viễn. Mình đổi qua trái lửa rồi anh em ơi, thì bây giờ mình sẽ đi xin nha anh em. Mình thấy một bạn đang ngồi nè, anh ơi cho em chế cái quỷ sừng để farm mới. Bạn này có Sovita luôn anh em ơi, xong kiếm luôn rồi anh em. Bạn nên xài trái gì để mình dùng trái lửa ra để cho bạn này biết mình xài trái lửa nha anh em. Trái lửa anh em mới lên C2, không biết bạn này có cho mình trái xịn hay không nữa anh em ơi. Thế vô đây cho trái xịn farm nè. A à, đồ thiệt luôn hả? Bạn này cho mình chế băng để farm nè, mà chế băng farm cũng ngon rồi đúng không anh em? Ơi bạn này ơi, cái này khó nha. Để mình thử đồng ý luôn xem bạn này có chấp nhận hay là không anh em ơi. Ơi được luôn nè anh em. A à, đồ bạn này cho mình chế gồng rồi, bạn này tốt quải luôn anh em à. Để mình kết bạn với bạn này xong mình cho bạn đó tặng bạn đó một phần quà nha anh em. Thì bạn đó cho mình chế gồng để farm anh em ơi. Thì mình sẽ tặng bạn này ngược lại chế gồng nguyên vị luôn nha anh em ơi. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh đi nha mọi người.